David Sang cắt bóng rất hay. Giờ là Trọng Thi. Tuần này thì đã có bàn thắng cho Trọng Thi. Một cú sút rất mạnh ghim thẳng vào góc cao. Hello anh em. Nay lại có một trận banh sân 7 tại một sân bóng. Sân này còn khá mới, hình như chưa có người tới thuê sân thường xuyên nên thành ra khá vắng vẻ. Trên kia thì có nguyên cái khán đài cực kỳ đẹp luôn. Còn đây cỏ thì siêu dày, chấn thương chưa hết, vẫn còn đang dán băng đây nha. Đó, đội mình đang tập trung đây, đội bạn thì đang thay đồ phía trên kia. Đá banh mà ngắm được cả landmark phía đằng xa luôn, đẹp không mọi người? Bên đây thì có một công trình đang xây dựng, xung quanh thì có đường bít trải dài vòng quanh sân. Sân vẫn chưa xây xong hoàn thiện nên chắc chưa được khai thác triệt để. Sân này thì ở đây không có lưới, đoạn này nè thì đá banh là văng ra đây, là ra ngoài kia đi lụm thấy bà luôn. Bên đây cũng không có lưới, đá văng tuốt kia đi lụm thôi là đủ mệt nghỉ rồi. Một cái nữa là theo mình biết là sân này chưa lắp những cột đèn, nó chỉ có những cái hai cột đèn chính để phục vụ cho sân 11 thôi, còn những cái cột đèn nhỏ xung quanh thì chưa lắp, nên đá banh ở đây là mình chỉ đá được tầm sáng cho đến 5:30-6 giờ là phải dừng rồi. Sau khoảng 6 giờ thì trời tối thui và ở đây không có đèn nên sẽ không đá được buổi tối. Rồi chỉ vậy đó. Mưa gió hay là đá chú ha. Mấy anh em đang khởi động ở đây. Đội mình nay đi có ai ha? Đây, mình La Vi. Đây là anh Nguyễn Anh Thi, số 5. Đây là anh Tuấn. Đây là anh Mẫn. HTV. Là nốt máy gì Thi? Đây là Samsung S21 Ultra. Được, mà mới luôn hả? Mới mua. nghe tên hết hồn rồi. Tiếng thép và anh Việt. Thủ môn Phúc Nhỏ. Hồn ơi, kêu anh hai xuống nước á hồn. Ngoài này có Nhân Tony. Đội bạn bên kia là đội bệnh viện gia đình. Đội mình bên đây là Vima FC. Và đây là anh Tuấn Hà Lan. Anh ở Hà Lan về nên thành ra gọi là Tuấn Hà Lan. Rồi thôi chụp hình cái rồi. Chụp hình cái rồi vô đá nè. Rồi trận đấu bắt đầu. Đội Vima FC gồm những anh em già yếu U40-50 tuổi và hàng khu đế không à. Chỉ lọt tọt và anh em U30 giống như mình thôi. Nên cả nhà đừng có đòi hỏi mấy anh em phải đá bóng hay như cái cầu thủ siêu phổi nha. Kỳ lắm, chủ yếu là đá sức khỏe, vui vẻ. À mà đá banh xong ra quán làm vài chai chứ hả. Đội bạn là mấy anh em làm bên bệnh viện gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc quay video này với lại đội mình thì là đang rảnh rỗi đá chung nè. Chứ bây giờ thì chạy sắp mặt chống dịch trong bệnh viện rồi. Chợt khe rất hay. Dứt điểm. Wow, đã có bàn thắng mở tỷ số cho bệnh viện gia đình. Cú dứt điểm không cho thủ môn Phúc Nhỏ một cơ hội nào. Chúng ta có thể thấy trong pha bóng này anh Tiến đã không quan sát sau lưng và để cho cầu thủ đội bạn lòn qua sau lưng, nhận được chợt khe và dứt điểm dễ dàng. Lúc này mình vẫn còn đang dự bị ở ngoài, nhường cho mấy anh em lớn đá trước. Tục ngữ có câu kính trên nhường dưới đó. Mất bóng rồi. Một pha step over qua người rất hay. Đối diện thủ môn không vào. Sân 7 ngày hôm nay mà mình đá có kích thước có vẻ rộng hơn các sân 7 khác trước đây mà mình từng đá. Mặt cỏ thì mới và dày, bóng sẽ đi khá lì lì nên em có thể thấy tốc độ trận đấu sẽ diễn ra khá chậm. Sút xa không vào. Và sau cú sút thì xác định đi lụm mệt nghỉ luôn. Đường chuyền dài lên cho Tài Đen. Tạt bóng. Đánh đâu. 1-1. Bàn thắng được ghi bởi anh Mẫn HTV. Ở đài thì mấy anh em đội HTV hay gọi anh Mẫn là Mẫn Củi. Vâng,
chân anh có thể cưỡi nhưng đầu anh thì không. Đường chuyền dài của tiếng thép, pha đánh đầu hụt của anh Mẫn HTV. Chị Nghiên, vâng, lần này thì đúng là Mẫn cưỡi rồi, tự sút và tự té luôn. Nhưng cơ hội vẫn còn đó cho Vima FC. Tiếp tục một bàn thắng nữa cho Mẫn HTV. Lằn ranh giữa cưỡi và không cưỡi thật mong manh. Pha mất bóng của đội bạn đã đưa cho Vima FC cơ hội 2-1 với hậu vệ. Và với góc sút rộng như thế này mà không ăn nữa thì thôi luôn đấy. Đội mình thì có hai bầu, một là bầu Thi, hai là bầu Đức. Bầu Thi năm nay cũng 45 tuổi rồi, con gái bầu Thi thì giờ chuẩn bị vào cấp 3 rồi đó anh em. Và vừa rồi là pha chuyển hướng qua người rất hay, lên bóng ở hành lang cánh trái, đối diện thủ môn, không thành công, cơ hội vẫn còn, tỷ số đã được quân bình 2-2. Một bàn thắng có vẻ khá may mắn cho bệnh viện Gia Định khi mà cú sút đầu tiên đã bị Phúc Nhỏ cản phá. Tuy nhiên bóng dội ra lại trúng vào chân của Bảo Đức, tạo nên cơ hội tiếp theo cho đội bạn. Hình như hầu hết các cầu thủ của Vima FC đều băng gối. Lên bóng rất tốc độ, dứt điểm, không vào. Thủ môn Phúc Nhỏ đã ra khép góc kịp thời. Lúc này thì mình đã vào sân rồi nha anh em. Bình La Vi chuyền ngang cho Tiến Phong, chích mũi, không vào. Với những tình huống bóng cận chân và cần dứt điểm nhanh như thế này thì chích mũi là một lựa chọn tuyệt vời. Các cầu thủ áo đỏ đang tổ chức pressing. Và cơ hội đây rồi, chấm thi, không vào. Cú sút của mình thì trúng vào cột dọc, còn cú sút của Tiến Phong lại đưa bóng ra ngoài hàng rào sân bóng. Quá xui. Bầu Đức thì đang đeo đến hai băng gói trên cả hai chân. Và chuyền bóng lên của Bầu Đức. Và bây giờ là đến Vít Sang. Khung thành đã bỏ trống, dứt điểm, trúng vào hậu vệ, vẫn còn, không vào. Thủ môn đội bạn đã có một pha cứu thua xuất thần trong tình huống vừa rồi. Thuận Hà Lan chấm thi, xuất xa. Mình đã thử vận may với một cú dứt điểm từ rất xa nhưng kết quả thì không được như ý muốn. Quả bóng được sử dụng ngày hôm nay khá là nhẹ, trông như bong bóng ấy, dùng hết lực tống vào quả bóng mà bóng bay như bong bóng bay. David Sang bước một rất tốt. Bình La Vi vẫn còn, hai cú dứt điểm liên tiếp của Bình La Vi nhưng vẫn chưa đánh bại được thủ môn đội bạn. Dù đá sân 7 trong Sài Gòn là sân rộng, khung thành cũng rộng. Này cũng là do một phần quyết định của nhà đầu tư. Họ muốn làm một sân 7 để cắt ra thành 3 sân 5. Chuyền dài lên cho Trọng Thi. Bước 1 ok. Giờ là Bình La Vi. Không vào. Nếu đó là đường chuyền về cho Trọng Thi thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn. Phản công ngược cho thủ bệnh viện Gia Định. Lên bóng rất nhanh từ cầu thủ áo xanh ra chơi. Dứt điểm, vào. Góc sút là rất rộng và tỷ số được nâng lên 3-2. Pha hổng ăn của Vima FC đem lại pha phản đòn chớp nhoáng của bệnh viện Gia Định. Thủ môn Phúc Nhỏ đã bay hết cỡ nhưng không thể cản phá. Một điều mà anh em nên lưu ý đó là khi có cơ hội thì nên dứt điểm, một là vào, hai là vọt xà. Chứ nếu không vào mà bị phản công ngược thì hàng tiền vệ sẽ không kịp quay về để hỗ trợ cho việc phòng ngự. Tài Đen chuyền cho Bảo Đức, rút chấm trái, không vào. Cú sút chân trái của Bảo Đức đưa bóng tìm đến sang ngang khung thành. Và một pha phản công nữa của bệnh viện Gia Định, không vào. Cú sút rất hiểm nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Liên tục là những pha hổng ăn của Vima FC và kèm theo đó là những pha phản đòn cực kỳ chất lượng của bệnh viện Gia Định. Anh Thi, Thế Mẫn, đường chuyền sửa lưng dành cho Bảo Đức. Phản công cho các cầu thủ bệnh viện Gia Định.
bán hai được chấm trái chị ngang. Hay quá. Wow, tỷ số được nâng lên 4-2 cho thủ áo xanh sau pha bứt bóng hầu như không có cầu thủ nào của VMFC lui về hỗ trợ phòng ngự. Một bàn thắng rất dễ dàng của bệnh viện Gia Định. Và lúc này trọng tài đã nói còi kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 bắt đầu. Cùng xem những diễn biến sẽ diễn ra trong hiệp 2 này nhé. Đường chuyền đổi biên của Tiến Thép dành cho Thế Mẫn. Hồ Đức. Tài Đen. Không được rồi. Dứt điểm. Không vào. Vẫn chưa có bàn gỡ cho thủ áo đỏ. Trọng tài xác định bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi. Lên bóng cho thủ áo đỏ. Đường chuyền đã bị bắt bài. Dứt điểm. Wow. Cú sút không quá hiểm nhưng có lẽ chiều cao của Phúc Nhỏ không đủ để bay người cản phá cú sút vừa rồi. Trọng Thi. Chuyền dài. Bóng không thể đến được với đầu của Tài Đen. Và sau đó là cú dứt điểm không chính xác của Cường Sở Thú. Tài Đen. Việt Đen. Trọng Thi. Thêm một cú dứt điểm nữa. Không vào. Liên tiếp hai cú sút bằng cả hai chân của Trọng Thi. Nhưng một pha thì trúng hậu vệ. Pha còn lại thì truyền hẳn cho các bác đang tập thể dục ở phía bên kia hàng rào. Có lẽ là Bầu Thi sẽ vào chụp gôn thay cho Phúc Nhỏ. Vâng. Và đúng là như vậy. Đường trả về của anh Tuấn Hà Lan đã bị bóc vai. Phản công cho bệnh viện Gia Định. 3-2. GB. Wow. Tận dụng việc thủ môn Anh Thi lên cao, GB đã có một cú dứt điểm thẳng vào khung thành. GB cũng là một cầu thủ sinh hoạt trong tập thể VMFC. Nhưng lần này GB đầu quân cho bệnh viện Gia Định vì B đang thuộc biên chế của bệnh viện. Và đây là bàn thắng thứ hai của GB trong trận đấu này. Trọng Thi lên bóng rất tốc độ. Bức tường với Cường Sở Thú. Tiến Phong. Các cầu thủ của bệnh viện Gia Định về phòng ngự rất đông. 4-3. Xuất xa. Không vào. Cú lớp bóng qua đầu của đội bạn nhưng không qua được tay thủ môn Anh Thi. Có lẽ đội bạn thấy Bầu Thi vào bắt gôn nên chủ động đưa ra những cú lớp bóng qua đầu. Và đây là Tiến Thép. Không vào. Cú dứt điểm vào góc gần của Tiến Thép nhưng đúng vào ngay vị trí của thủ môn đã bắt bài sẵn. Nếu vừa rồi là cú đặt lòng vào góc xa thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tiếp tục một cú lớp bóng qua đầu. Wow. Lần này thì cú lớp bóng qua đầu đã không cho Bầu Thi một cơ hội nào. 7-2 nghiêng về cầu thủ bệnh viện Gia Định. Và sau bàn thắng đó, Bầu Thi đã rời sân. Người vào thay cho anh là Tài Đen. Phạm lỗi rồi. Một pha phạm lỗi ở một vị trí rất nguy hiểm. Đứng trước bóng là Bầu Thi và Trọng Thi. Cùng xem pha dàn xếp đá phạt này sẽ như thế nào đây. Cú sút thẳng của Bầu Thi. Vâng, ăn mừng như thể vì bàn thắng vàng vậy. Thực tế là còn phải gỡ đến 4 trái nữa lần đó. Thường thì mỗi lần xuất phạt thì chúng ta sẽ luôn có hai cầu đứng trước quả bóng, một chân phải và một chân trái để tạo ra 4 tình huống dứt điểm khác nhau vào trong khung thành. Pha bóng này của anh Thi thì sút không hiểm nhưng thủ môn đội bạn đã đổ người khá chậm. Tỷ số lúc này được rút ngắn xuống còn 3-7. Trọng Thi quyết định dùng tốc độ đột phá chăng. Và đúng là không dễ ăn khi ngước mắt nhìn lên thì chẳng thấy đồng đội đâu. Trời ơi, tôi thì đang cố gắng hết sức, còn cái đồng đội của tôi đâu hết rồi. Xuất xa. Mình lại tiếp tục thử vận may bằng những cú xuất xa. Nhưng có vẻ vẫn không mấy khả quan. Lúc này thì David Sang đã trở lại sân. Và hy vọng tình hình trận đấu sẽ thay đổi. Tiến Phong. Trọng Thi. Đường truyền cho Bồ Đức và đỡ bước một khá khó chịu.
Nguy hiểm quá. Một pha sâu kim của anh Việt ở một vị trí khá mạo hiểm. Tiếp tục một pha sâu kim nữa của anh Tiến Phong. Vima FC đang bị gác rất đậm nhưng đá có vẻ rất ung dung. Đội Vĩ Sang cặp bóng rất hay. Giờ là Trọng Thi. Tuần này thì đã có bàn thắng cho Trọng Thi. Một cú sút rất mạnh ghim thẳng vào góc cao. Thủ môn đội bạn đã không kịp phản xạ. Lấy đà ba bước, đặt trụ chắc chắn, khóa cổ chân, điểm tiếp xúc chính xác, vung chân hết nức. Và đó là bí quyết để mình tạo nên cú sút này. Tiến Phong qua người rất hay. Chuyền cho anh Việt. Không được rồi. Đường chuyền ngang không thành công. Phản công cho bệnh viện Gia Định. Rất chậm rãi. Dứt điểm, không vào. Lúc này thì Bình La Vi đã về làm thủ môn. Và cú sút của đội bạn là khá hiền. Và cắt bóng rất tốt của Cường Sở Thú. 4-3. Tiến Phong. Đối diện thủ môn. Wow. Bàn thắng rất dễ dàng của Hồ Đức. Pha 2-1 trực tiếp với thủ môn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-7. Trời đã bắt đầu tối dần. Landmark 81 đã sáng đèn. Các chung cư xung quanh cũng vậy. Nhưng sân bóng vẫn chưa lên đèn. Anh Việt trả về cho Tiến Phong. Chuyện cục 2. Không vào. Pha đệm cục 2 của Hồ Đức. Nhưng thủ môn đội bạn đã rất xuất sắc. David Sang chuyền dài lên cho Bảo Đức. Anh Việt dứt điểm. Wow. Cú dứt điểm của anh Việt là hơi nhẹ. Nhưng vẫn còn Bảo Đức ở bên kia đá bồi. Và lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận thi đấu giữa Vima FC và Bệnh viện Gia Định. Tỷ số chung cuộc là 7-6 nghiêng về các cầu thủ đội bạn. Ok, đã xong rồi. Lên mắt lên đèn luôn rồi. Chung cư phía sau cũng lên đèn. Nhưng sân vẫn chưa hề thấy lên đèn. Nãy giờ đá banh trong bóng tối luôn ha. Rồi anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe nha. Hy vọng là sẽ còn nhiều view clip đá banh như thế này. Hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.